Cậu nhóc da đen nhẹm này tên là George Foreman, là anh em cùng cha khác bà cố ngoại với Lindo đến từ châu Phi. Tuy nhiên do ông Bo đã ra đi theo gái nên cả nhà phải dẫn nhau tới khu tái định cư ở tận bên Mỹ. Căn nhà thì rách nát đơn sơ, nam mang ăn nhưng bất ngờ chỉ có một cái bánh mà thôi. Bụng thì đang sôi sùng sục nhưng trước khi đánh chén, mẹ còn bắt cảm ơn Chúa trước khi ăn khiến cho George rơi nước mắt vì thèm. Tuy rằng cuộc sống cơ hề nhưng mọi người đối xử với nhau lại tràn đầy tình cảm. Nghèo thì cũng phải cho cô Tèo đi học, mẹ cậu dặn ngày mai tới lớp không được đánh nhau, bởi lẽ đây là ngôi trường thứ 6 mà cậu phải chuyển. Ngày hôm sau, George mang theo một tinh thần cầu tiến ham học hỏi bước tới giảng đường. Mặc dù chân đất mát toét nhưng giáo viên vừa đặt câu hỏi, cậu đã sung phong phát biểu trả lời. Tuy nhiên nhìn cậu vô cùng chán đời nên cô giáo đã mời ngay một học sinh khác. Đúng là cuộc sống thật lắm bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng. Trong giờ đánh chén bữa trưa, mấy đứa bạn cùng lớp thằng nào cũng có thức ăn thì George lại tay không bắt giặc. Thấy cậu thèm sắp nhỏ cả dãy ra sàn nhưng mấy thằng lộn cái bàn không những không cho mà còn buông lời chế nhạo. Nào là có thực mới vực được đạo, nào là mở mồm xin một tiếng anh sẽ bồi thí cho một miếng mà ăn. Thằng ôn con này vất miếng thịt ra thùng rác không khác gì cho chó ăn cơm tù. Cay cú không chịu được, George liền xông tới dã cho một phát vào mồm. Tất cả sợ vãi cả linh hồn thì cô giáo bỗng dưng lù lù chạy ra khiến cậu nhóc ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà. Thời gian cứ thế trôi qua, George thất học nay đã là một thanh niên chuyên phá làng phá xóm. Xác thì to nhưng óc thì lại như quả nho. Không làm mà đòi có ăn nên anh và thằng bạn đành hành nghề ăn cướp. Ai dè đời đã đen lại còn làm lông nên hai ông cạnh đã chơi đúng vào ngày cảnh sát. Tụt cả huyết áp đánh bài chuồn, hai con vợ chạy rẽ đất tìm đường thoát thân kẻo lại được ăn cơm tù miễn phí. Không còn chỗ dung thân, George đánh nấp vào một gốc cây nhưng không ngờ nơi đây lại là bể phốt. Thường rằng cảnh sát không thấy thì sẽ bỏ đi, ai dè gã này lại dai hơn cả đìa đói, đã thế còn gọi cả cảnh khuyển ra để đánh hơi. Biết rằng chẳng thể chơi lại được với cửa hó nên George liền bốc cả cứt chó đắp mặt nạ dưỡng da để khử mùi cơ thể. May thay thượng đế gánh còng lưng nên anh mới vượt qua được kiếp nạn này. Lang thang như mèo hoang chó dại về nhà như một thằng dở hơi, George vô tình xem trên truyền hình thấy học viện phụ hồ của thầy Lộc đang tuyển dụng học viên. Dù có hơi vất vả nhưng cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày. Như tia sáng phía cuối con đường, George ngay lập tức tìm tới mẹ mình và đưa cho bà xem thông tin tuyển dụng. Không muốn thằng con dại xa nhà nhưng đây là một cơ hội cho George khôn lớn thành người. Bà nói rằng dù con ở bất cứ nơi đâu cũng phải kiềm chế được cơn nóng giận trong người. Mẹ tin lần này con sẽ làm được, Chúa sẽ che chở cho con. Ngày hôm sau, George đã có mặt tại ngôi trường chuyên ươm mầm các tài năng thợ chính của đất nước. Sau khi nhận vài món đồ free, hiệu trưởng không quên dặn dò vào đây không được hổ báo cáo chồn mà phải chăm ngoan học giỏi. Quay trở về phòng ở, George mở ba lô ra thì thấy một đôi giày Converse. Thì ra đó là món quà mà mẹ anh đã dành cả tháng bưng bê để kiếm tiền mua tặng. Đáp lại tình cảm đó, George bắt đầu lao vào học tập. Trước khi thực hành và trở thành một phụ hồ chân chính, tất cả học viên phải hiểu rõ cấu trúc của xi măng và máy trộn bê tông hoạt động thế nào. Đang cần cù bù siêng năng thì thằng bạn cùng phòng mở nhạc opera, anh bực mình rút ổ cắm và định cho hắn ta một trận. Nhưng nhớ lại lời mẹ nói, George đã kiềm chế được cơn giận của mình. Thấy thằng này cứ rình rình tới bắt chuyện làm quen, kể từ đó anh đã có một người bạn da trắng đầu tiên trong đời. Tuy nhiên vào một ngày nọ, George bỗng phát hiện thằng nào đấy đã nhảy mất đôi giày của mình lúc nào không hay. May thay đang đi ăn cơm thì anh đã nhìn thấy thằng ăn cắp. Ngay tức khắc George tốc biến đuổi theo, hết băng qua quả trường rồi lại tới cuối con đường. Thanh niên hai ngón liền chạy vào phòng rồi đóng cửa. Tuy nhiên hắn không biết George đáng sợ đến mức nào, anh đấm một phát nát cả cánh cửa rồi xông vào tóm cổ thằng bất lương. Đang định cho hắn cắm đầu xuống dưới học bay thì bất ngờ quản lý đi tới. Không cần nói nhiều lời, tất cả tội lỗi đều bị đổ lên đầu của George. Với tội danh phá hoại của công, ông quản lý đầu hói nói rằng một là tống cổ vào tù, hai là trả về nơi sản xuất. Sau đó ông ta liền bắt George lên xe. Đọc bộ hồ sơ của anh, lão hói có phần ngắn ngẩm, đấm gãy răng 55 thằng bạn, vã thầy giáo 26 lần dạn xương và tụt quần ba thầy hiệu trưởng trong vòng 1 năm. Đọc đến đây, lão chọc đầu nhiều tóc không nói không rằng mà liền tăng ga đà số đưa George ra khỏi học viện phụ hồ. Tưởng ông hói sẽ trả anh về với đồn công an, ai dè ông ta lại đưa anh tới trước cửa một nhà vòm. Thì ra sau khi chứng kiến George một quyền đấm nát cánh cửa và những thành tích bất hảo trong bộ hồ sơ thì biết rằng đây chính là một kỳ tài luyện võ. Ông nói rằng tôi biết cậu là một người thích uýnh nhau, nếu có thể hãy theo tôi tiến tới một môn thể thao chuyên nghiệp, đó chính là quyền anh. Tôi là Bob Ba, huấn luyện viên sắp tới của anh. Cơm có thể không ăn chứ nghe tới đánh nhau thì George liền gật đầu như bổ củi. Thì ra bên trong nhà vòm là một phòng tập. George đeo găng vào mũi trông khá ra gì và này nọ. Huấn luyện viên có quả đầu phát sáng muốn anh giao đấu với một võ sĩ nhỏ con để kiểm tra sức khỏe. Thấy đối phương như quê kem mút giờ, một gã khổng lồ như George có phần coi khinh. Anh đánh nhau ngoài phố thì nhiều chứ bước lên sàn đấu thì đây là lần đầu tiên. Thằng bạn cùng phòng Jordan cũng tới đây để cổ vũ cho George và không quên cá cược. Bước vào trận đấu, đối thủ nhỏ con nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn. George tấn công nhưng chẳng thể trúng được phát chết tiệt nào, cứ lao vào là lại bị hụt, thậm chí là anh không thể lại gần để tung nắm đấm. Bất ngờ đối thủ phản công đấm vào mõm George, sau đó là một cú knock out khiến anh đo sàn tại trận. Khán giả xung quanh cười chế nhạo hả hê chê anh là thằng óc lợn, điều này khiến cho George vô cùng tức giận. Anh đấm một phát đứt cả dây xích khiến mọi người câm nín không nói được câu gì. Không ngờ George lại có một sức mạnh đáng sợ đến thế. Nhận ra mình đã không chọn nhầm người, huấn luyện viên đầu hói lập tức nói rằng: "Tôi biết cậu đang xấu hổ và căm phẫn, nhưng cậu lại không biết rằng mình có sức mạnh kinh khủng đến mức nào, chỉ là cậu chưa được huấn luyện mà thôi. Hãy tin tôi dù chỉ một lần." George nghe có vẻ xuôi tay, ngay lập tức cả hai thầy trò lao vào khổ luyện. Biết rằng anh có một nắm đấm vô cùng uy lực, vậy nên huấn luyện viên đầu hói sẽ tận dụng hết điểm mạnh này. Ngoài tấn công thì phòng thủ cũng vô cùng quan trọng. Né được đòn là đã giành 90% thắng lợi. Sư phụ Bob Ba đã dành ra cả ngày để hướng dẫn George
Gabriel di chuyển sao cho uyển chuyển nhịp nhàng. Bên cạnh đó, tốc độ ra đòn cũng như sự dẻo dai cũng lại vô cùng cần thiết. Vậy nên Gorge nhảy dây 25 tiếng mỗi ngày mà không hề mệt, đúng là chỉ có đam mê mới làm con người ta vượt lên được tất cả. Chưa bao giờ Gorge vất vả cũng như kiên trì để làm một việc nào đó như này. Luyện ngày không đủ thì tranh thủ luyện đêm, Gorge gọi điện về nhà thì mọi người vui mừng khôn xiết. Nhưng khi mẹ biết anh không đánh hổ trộn vữa nữa mà một lần nữa lại đi đánh người thì vô cùng thất vọng và nói rằng con không kiềm chế được cơn giận trong người, đánh nhau là một điều không tốt, Chúa không hề thích con làm điều đó. Mặc cho Gorge giải thích nó là một môn thể thao có luật lệ nhưng bà vẫn không hề ủng hộ. Đang gọi thì hết tiền nên anh liền quay trở về phòng tập. Ngày hôm nay Gorge quay trở lại để báo thù võ sĩ hôm trước đã đấm anh vỡ mồm. Không ngờ chỉ với vài ngày luyện tập, Gorge đã di chuyển như một võ sĩ chuyên nghiệp, bắt được đối phương, anh tung một đấm hạ knock out mà chẳng ai hiểu vì sao khiến cả võ đài chết lặng. Sư phụ biết rằng đây chắc chắn sẽ là nhà vô địch trong tương lai nên vô cùng tâm đắc. Vào một ngày nọ, Gorge mang một cuốn tạp chí đến gặp huấn luyện viên. Anh nói rằng mình muốn làm nhà vô địch quyền Anh thế giới để có nhà lầu xe hơi và mọi người phải nể phục. Lão Hói nói rằng để đạt được điều đó, cậu phải chiến thắng các trận đấu từ nhỏ đến lớn, không thể một phát ăn ngay. Mục tiêu gần nhất là giải găng tay vàng trong 5 năm sắp tới ở Thế vận hội và 10 năm sau đó cho chiếc đai quyền vương vô địch hạng nặng thế giới. Nghe thấy 5 năm mới chả 10 năm, Gorge lắc đầu ngao ngán bởi vì thời gian quá lâu. Anh khẳng định chắc như đinh đóng cột, sang năm tôi sẽ tham gia Thế vận hội, giống như người Việt Nam đã nói là phải làm. Một năm sau đó, Gorge đã tới Mexico và bước lên võ đài quyền Anh để giành giải găng tay vàng. Đối thủ của anh là một võ sĩ người Nga với 203 trận thắng và 15 năm kinh nghiệm. Gorge là một tuyển thủ trẻ và mới chỉ đeo găng được gần một năm nên vô cùng yếu thế. Huấn luyện viên đầu hói lẩm bẩm mong muốn học trò của mình sẽ phải thả con ác quỷ cùng cơn nóng giận trong người ra thì mới giành được chiến thắng. Y như lời Gia Cát dự, ăn đòn nhiều quá khiến Gorge 3 máu 6 cơn phản công như vũ bão. Từng cú đấm của anh có thể nói là nặng tựa ngàn cân, tay trái hay tay phải cũng đều uy lực như nhau. Mọi người cổ vũ vô cùng bái cháy, những anh chị em ở nhà cũng đang hò reo hết nước chấm trước màn hình TV. Chứng kiến Gorge dã từng phát chật cả quai hàm võ sĩ người Nga, người mẹ già ở nhà vô cùng đau xót bởi lẽ bà luôn tin vào Chúa và hướng tới cái thiện nên không ủng hộ chuyện này. Trên võ đài, Gorge đấm từng phát trời giáng khiến đối thủ phọt cả máu mồm nên trọng tài đã dừng trận đấu. Võ sĩ người Nga muốn bảo toàn tính mạng nên đành xin thua. Điều này đồng nghĩa với việc Gorge đã là nhà vô địch của Thế vận hội năm nay. Mới chỉ 19 tuổi, anh đã giành huy chương vàng nên đã trở thành võ sĩ trẻ tuổi nhất giành giải găng tay vàng. Là người đại diện của nước Mỹ, cả võ đài tung hô và gọi lớn tên anh như một niềm kiêu hãnh. Ngày hôm sau, Gorge đeo huy chương đi dạo phố và gặp mấy thằng bạn nối khố năm xưa. Tuy nhiên, bọn chúng không chúc mừng mà còn nói anh là một kẻ bán đứng quê hương. Biết bao anh hùng da đen đã hy sinh để giành quyền con người dưới tay bọn Mỹ mà anh lại cầm cờ của bọn chúng tung hô. Biết rằng bọn này ghen ăn tức ẻ nên mới đá đều mà thôi. Gorge về nhà mách mẹ thì bà cũng nói rằng con nên dừng lại, đấm cho người khác sái cả quai hàm là việc không nên làm đâu con. Tuy nhiên Gorge không nghe theo và một mực nói rằng con sẽ tiếp tục chiến đấu, con sẽ giành được vinh quang và tất cả mọi người phải nể phục. Ngày hôm sau, sư phụ đầu chọc dẫn Gorge đến một phòng tập mới. Nơi đây ông đã giới thiệu cho anh thêm 2 vị huấn luyện viên mới từng là cựu quyền vương thế giới. Ông lão râu quay nó nói rằng tôi không cần biết cậu là ai nhưng đã vào đây thì bước ra phải là nhà vô địch. Nhận ra khả năng thiên phú của Gorge, 2 vị huấn luyện viên tập trung vào nắm đấm của anh. Đối thủ dù có mạnh tới đâu nhưng một khi đã dính đòn thì chắc chắn sẽ phải gục ngã. Quả nhiên những trận đấu sau đó, Gorge đã khẳng định được sức mạnh của mình. Anh liên tục hạ knock out đối phương khi vừa nhập trận. Càng ngày chiến thắng càng nhiều và càng ngày càng trở nên nổi tiếng. Gorge đã chiến thắng 22 trận liên tiếp rồi lên tới 36 lần lên sàn đấu mà không có một lần thua. Tên tuổi của anh trở nên nổi như cồn và có hàng ngàn fan bê tông theo đuổi. Tuy nhiên chẳng có một người con gái nào có thể lọt vào mắt xanh của anh. Cho đến một ngày nọ, Gorge bỗng bị thu hút bởi một em hot girl có quả đầu như cái đống rơm vô cùng ấn tượng, chủ động tới bắt chuyện làm quen. Cô nàng Lisa này cũng đã nhận ra anh chính là idol của giới trẻ và thường xuyên cắm cặp trên các mặt báo. Thấy cô nàng đã bật đèn xanh, Gorge liền buông lời tán tỉnh, nghiện hút thì anh có thể cai, chứ yêu em thì đầu thai anh cũng chẳng hết. Gorge thả thính cực thơm khiến Lisa đã sớm chết mê chết mệt. Cô nàng liền xin luôn số dép của anh để tiện bề kết nối. Không thể cưỡng nổi sức hút của một võ sĩ đã đập chai lại còn khỏe như Gorge, hai người đã cùng nhau luyện nhất dương chỉ thâu đêm rồi tiến thẳng đến hôn nhân. Nhẫn vừa trao tay thì ngay sau đó anh đã tham gia tranh giải vô địch quyền Anh thế giới chỉ mới ở tuổi 20. Trận đấu này dù thắng hay thua thì Gorge cũng là võ sĩ trẻ tuổi nhất trong lịch sử được bước lên sàn đấu UFC đầy vinh quang này. Đối thủ của anh ngày hôm nay là đương kim vô địch hạng nặng có biệt danh là Thần Sầu. Dĩ nhiên mặc dù Gorge có nổi tiếng nhưng cũng chẳng là gì so với hắn ta nên khán giả không thèm cổ vũ cho anh. Đứng trước một đối thủ nặng ký, Gorge nhớ lại lời sư phụ nói rằng cậu phải thả con mãnh thú trong lồng ngực ra rồi đấm hắn ta vỡ cả alo. Bước vào hiệp 1, hai bên đang thăm dò sức khỏe đối phương, bất ngờ đương kim vô địch tung 2 nắm đấm trúng hàng tiền đạo nhưng Gorge vẫn chẳng có sao. Anh bắt đầu phản công, con mãnh thú đã được sổng chuồng với những đòn uy lực, dồn hết sức Gorge đấm móc một phát cho đối phương gục luôn tại chỗ. Đây là một điều mà không ai ngờ tới, chưa đầy một hiệp mà võ sĩ mới bước vào chuyên nghiệp đã làm gục ngã được Thần Sầu. Đương kim vô địch đã cố gắng đứng dậy để bước vào hiệp 2, rõ ràng hắn ta ăn những cú đấm vô cùng uy lực của Gorge thì đã xây sầm mặt mày nên chẳng thể nào phản công. Ngay lập tức võ sĩ Thần Sầu lại ngã thêm một lần nữa. Vấp ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Tuy nhiên Gorge tung đòn nhanh như vũ bão và to hơn cả quả dưa gang khiến cả võ đài hàng triệu người hò reo không ngớt. Cuối cùng là một pha chốt hạ không thể nào đẹp mắt hơn khiến đối phương một lần nữa lại phải quỳ gối.
Thời gian đã hết mà hắn chẳng thể đứng lên. Roger chính thức trở thành nhà vô địch mới trong ngôi quyền vương hạng nặng thế giới, một thành tích mà chưa ai trong lịch sử có thể đạt được ở tuổi 20. Người ta thì cần 10 cho đến 15 năm, Roger chỉ cần 2 năm sau khi bước lên sàn đấu. Ba vị huấn luyện viên cũng như khán giả vui mừng khôn xiết. Đứng trên đài vinh quang, anh đã tổ chức một bữa tiệc liên hoan vô cùng hoành tráng để chiêu đãi bạn bè, và dĩ nhiên thằng bạn cùng phòng năm xưa Jordan Tone cũng đã có mặt để bú phêm. Vừa hay đương kim vô địch chưa có người quản lý nên anh ta đã đề nghị sẽ sát cánh cùng với Roger, và dĩ nhiên đứng sau một người đàn ông thành công không thể thiếu một cái nóc nhà đầy nóng bỏng. Đêm nay chị gia đen Lisa quyết định phải cho ra sản phẩm. Quả nhiên một năm sau đó, một nhóc tí vô cùng đáng yêu đã được ra đời. Không những thế, anh còn tậu siêu xe và mua cho cả nhà mỗi người một con chiến mã. Cuộc sống xa hoa, mẹ của Jojo cũng đã không còn ngăn cản anh như trước đây. Tuy nhiên, việc Jojo đưa anh chị em về chung sống khiến cho cô vợ Lisa lại không vừa ý. Cô ta trách móc Jojo, tôi là cái nóc nhà, lẽ ra anh phải hỏi ý kiến của tôi. Jojo cố gắng giải thích rằng đó cũng là người thân của anh và anh còn đang bận chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo nên chẳng có thời gian xúc phạm nhau bằng đường miệng với em. Ấy thế mà cô nàng vẫn mồm lèo nói rằng ông không coi tôi ra cái thể thống cống rãnh chết tiệt gì thì chia chân đi, nghèo thì nó ghét, giàu thì nó khinh, mà thông minh thì bọn chúng thường tìm cách tiêu diệt. Muhammad Ali, một cựu quyền vương vô cùng nổi tiếng, đã lên sóng truyền hình chế nhạo George. Hắn mới hồi phục chấn thương sau khi bị võ sĩ thần sâu đấm vỡ cả quai hàm mà lại dám nói George rằng nắm đấm của thằng này cũng chỉ là mũi mà thôi, gặp tôi ở đâu là tôi đấm cho mấy nhát ở đó. Điều này khiến cho George vô cùng căm phẫn, rõ ràng hắn đã 32 tuổi mà ăn nói không khác gì một thằng trẻ trâu. Ngay lập tức, anh xét kèo để dạy cho kẻ bố láo này biết thế nào là lễ hội đến sân vận động lớn nhất của Cộng hòa Congo. Không ngờ rằng lại có nhiều người đang mong đợi George đến thế. Đi vào phía trong, anh bất ngờ khi thấy tên Ali này đã có mặt ở đây và đang khua môi múa mép bôi nhọ mình trước bàn dân thiên hạ. Mấy miếng vão của thằng nhóc đó không khác gì mèo cào, đêm nay tôi sẽ cho hắn biết thế nào là quyền anh. Mọi người bật cười như bố đẻ em bé. Tuy nhiên hắn vừa dứt lời thì George lù lù xuất hiện đằng sau như một vị thần khiến ai cũng im phăng phắc chẳng dám hé nửa lời. Ali rén quá lên ngồi thụp xuống không nói thêm câu gì. Đêm hôm đó, trận đấu đã được diễn ra với hàng triệu người tới xem. Huấn luyện viên dặn George rằng nhất định cậu phải thả con ác quỷ trong người của mình ra. Võ sĩ vô địch Ali thì giơ hai tay cầu nguyện, đây sẽ là cơ hội để hắn ta giành lại chiếc vô địch mà 3 năm trước đã đánh mất dưới tay võ sĩ thần sầu. Bước vào trận đấu, cả hai vô cùng thận trọng vì đây là lần đầu tiên họ chạm trán với nhau. Với sức khỏe và tuổi trẻ tài cao, George đã nhanh chóng áp đảo được đối phương, hết dã vào hông cho bục mạn sườn lại đến đi đường quyền vào mặt. Hiệp một kết thúc, George đã hoàn toàn khẳng định được vị thế của mình. Anh từng đấm cho kẻ đã đánh bại hắn ta là võ sĩ thần sầu hộc cả máu mồm thì 10 gã Ali cũng chẳng là cái thá gì. Bước vào hiệp 2, Ali lập tức lùi vào dây thừng để phòng thủ mà chẳng hề tấn công, dường như hắn đang có một âm mưu nào đó, nhưng những đòn đánh của George là không hề nhỏ. Ai cũng lo cho bộ hài cốt của Ali phe này mà về sẽ phải nhập viện chấn thương chỉnh hình. Kết thúc hiệp 2, ngay lập tức bước vào hiệp 3, Ali vẫn tiếp tục dựa lưng vào dây để phòng thủ mà thôi. Thỉnh thoảng hắn đau quá thì lại áp sát để tăng giãn cách ăn đòn. Hết hiệp 4 rồi lại tới hiệp 5, cựu quyền vương 32 tuổi vẫn giữ nguyên chiến thuật cũ kèm với tuyệt kỹ màu màu thối hoác để khích tướng George. Tao nghe nói mày có cú đấm mạnh hơn cả mẹ vợ táng vỡ mồm con dâu. Hắn càng nói thì George càng nổi máu trong người và tấn công như vũ bão. Phải nói Ali là võ sĩ gừng càng già càng cay nên mới chịu được tới hiệp này. Sư phụ Bob Ba đầu nhiều tóc dường như đã nhận ra có điều gì đó không phải. Hết hiệp 6 rồi lại đến hiệp 7, tấn công nhiều mà không hạ gục được đối phương khiến cho George đã mệt nhiều người và thở ra bằng mồm dưới. Lúc này có lẽ ai cũng nhận ra Ali đang dùng kế ngoại giao trước quân sự sau để cho đối phương hăng máu mất sức sau đó mới bất ngờ tấn công. Quả nhiên George thì không khác gì cờ hó ăn phải bả, thở dốc không phanh, còn hắn vẫn cứ nhơn nhơn giơ tay khiêu khích. Hơn nữa, việc cãi nhau với vợ đang là một trở ngại tâm lý khá lớn trong lòng George. Bước sang hiệp thứ 8, Ali tiếp tục lùi vào góc tường nhưng George tấn công chẳng còn lực như trước nữa. Biết rằng thời cơ để phản công đã đến, Ali nhìn thấy sơ hở của anh thì đã liền tung nắm đấm, sau đó là liên tiếp những phát táng như trời giáng vào mặt khiến cho George ngã vật nằm ngửa như con ba ba dậy chết giữa sàn. Quá mệt kèm theo những đòn chí mạng nên anh chẳng thể nào đứng dậy được nữa. Trọng tài công bố Ali đã hạ knock out và chính thức giành phần thắng. Hắn ta đã là nhà đương kim vô địch trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. George đã chính thức có một trận thua trong cuộc đời sau 40 trận thắng. Quay trở về nhà, anh đã thấy vợ mình ôm con bỏ đi, gọi thì mới biết rằng cả hai đã về bà ngoại và đòi ly hôn. Đúng là đằng sau người đàn ông thất bại luôn có bóng dáng của một người đàn bà xúi dại. Tâm lý cũng là một phần khiến cho George thua Ali trong trận đấu này. Mẹ anh hỏi rằng tại sao con lại sa thải hai vị huấn luyện viên mới của mình. George đáp chính họ đã làm con thua. Sư phụ đầu hói luôn khuyên con hãy dùng cái đầu thay vì nắm đấm. Tuy nhiên hai huấn luyện viên mới lại cho rằng sức mạnh đôi tay của con sẽ làm nên tất cả mà không dạy cho chiến thuật nào. Vậy nên con đã không nhận ra được kế sách của đối phương. Sau khi mất đi ngôi vị quyền vương để lấy lại tên tuổi của mình trong lòng fan hâm mộ, nên George đã tổ chức một cuộc triển lãm võ thuật quy mô lớn. Anh thách đấu năm võ sĩ quyền Anh sẽ lần lượt vào đấm anh trong vòng một tiếng. Những tuyển thủ này toàn mang tầm quốc tế nên ai cũng cho rằng anh đang mạo hiểm với chính mạng sống của mình. Tuy nhiên điều mà George từ bé đến lớn sợ nhất đó là người khác coi thường và chế nhạo. Vậy nên dù mẹ có đấm vào mồm thì anh vẫn cứ làm mà thôi. Trận đấu thứ nhất bắt đầu, chỉ với hai cú đấm móc hàm, anh đã hạ gục được đối thủ thứ nhất. Bỗng dưng lúc này, thanh niên mõm Ali bất ngờ xuất hiện ngồi cạnh MC và nói rằng George chỉ là một thằng hề và trận chiến này không khác gì một cái dạp xiếc. Người của George cay cú lao lên đấm vào mõm trọng tài cho hả giận. Nhân cơ hội này, Ali nốt đục thả câu khích lệ khán giả hô vang tên mình để tẩy chay George và phá vỡ cuộc triển lãm này. George cay cú nói chửi rằng mày lắm mồm cái gì thằng giang hồ mõm, tao lại sợ mày quá cơ, có giỏi thì lên đây đánh về bố mày một lần nữa.
Ali biết rằng George đang khích tướng nên hắn không mắc lừa và nói: "Tao đập chai thế này mà phải đánh với một kẻ xấu xí như mày hay sao?" Trận đấu cứ thế bị hủy bỏ. Sư phụ Boba đầu hói khuyên nhủ George rằng: "Con phải từng bước giành lại vinh quang, năm nay sẽ thi đấu giải găng tay vàng trong Thế vận hội và năm tới sẽ lại tiếp tục chiến đấu với ngôi vị quyền vương." Đang buồn đang chán ai tán yêu luôn thì George nhận được một lời nhắn. Anh vội vàng vào viện thì nhận được tin cô em gái út đang trong cơn nguy kịch do sắp sinh em bé. Bác sĩ đã làm tất cả, giờ chỉ có một phép màu của Chúa ban cho mới có thể cứu được hai mẹ con. Cô em này là người thương George nhất trong nhà nên anh vô cùng lo lắng và thương em mình hết mực. Bước đường cùng, một người không bao giờ tin vào Chúa như George cũng đã phải cúi đầu cầu nguyện: "Ngài có thể lấy đi của tôi bất cứ thứ gì, nhưng xin hãy ban cho em gái và cháu tôi sự sống." Lòng đau như cắt, nước mắt chảy thành sông, George đã thiếp đi lúc nào không hay. Ngày hôm sau anh nhận được một tin vui, cô em gái đã sinh hạ một bé trai khôn ngô tuấn tú, mẹ tròn con vuông. Em gái George nói rằng bác sĩ cũng không giải thích được, một điều kỳ diệu đã xảy ra, điều này khiến cho anh dần tin vào Chúa. Một năm sau đó, George tham gia Thế vận hội để giành giải găng tay vàng. Tuy nhiên tâm trí anh đang bị chi phối bởi một điều gì đó nên chẳng thể nào tập trung, vậy nên George đã nhanh chóng bị ăn đòn rồi ngã gục. Hiệp một kết thúc, anh đi vào cánh gà thì thấy lòng mình nóng như lửa đốt, tâm trạng như mang ngàn nỗi đau dày vò. Bỗng dưng nhịp tim đập mạnh bất thường rồi ngất trên cánh quất nằm ngửa ra sàn. Tỉnh dậy sau cơn lú, George người toát mồ hôi và đầy đau đớn. Anh nói rằng mình đã gặp Chúa và phải tắm để gột rửa tội lỗi trước đây. Không những thế, anh còn tắm dưới một dòng sông trước sự chứng kiến của cộng đồng. Giờ đây anh đã là một người có đức tin và công bố từ bỏ quyền anh để trở thành một nhà giảng đạo Kitô. Điều này khiến cho mẹ cậu vô cùng bất ngờ và cảm động. Còn sư phụ đầu hói thì cảm lạnh khi biết được điều này. Ông nói rằng bao nhiêu công ông ngày đêm vun đắp nay cậu lại từ bỏ hay sao? George đáp lại: "Trong lòng tôi giờ chỉ có Chúa mà thôi. Tôi sẽ không làm tổn thương bất cứ một ai và sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho mọi người." Sư phụ tóc dài chỉ biết câm nín rồi lặng lẽ rời đi. Chính thức kết thúc sự nghiệp đấm bốc ở tuổi 28, George đã chuyên tâm và tìm hiểu đạo Kitô giáo để tu thành 10 quả. Anh gặp kẻ thù không đội nón chung của mình là thánh mõm Ali và nói lời xin lỗi. Hắn ta tưởng George tới để đòi thách đấu nhưng anh lại nói rằng: "Trước đây tôi đã từng ghét anh, muốn giết anh với đôi tay này, tôi mong anh tha thứ cho tội lỗi đó." Ali vô cùng bất ngờ và hắn cũng đã nói ra lời cảm ơn. Bên cạnh đó, George cũng đã tới tìm cô vợ cũ. Anh mong hai mẹ con hãy tha thứ cho sự vô tâm của mình. Mặc dù tất cả đã quá muộn nhưng anh vẫn phải nói ra điều này. Tại nhà thờ, George vô tình gặp cô nàng Diana, một con chiên cũng sùng bái đạo Kitô như anh. Từ đó trở đi, hai người luôn kề vai sát cánh trong các hoạt động cộng đồng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bốc cháy, George chính thức không còn cô đơn. 10 năm trôi qua, anh đã trở thành một ông bô khổng lồ với hai thằng con trai da cũng đen không kém. Hàng ngày, George chẳng làm cái gì ngoài việc giảng đạo lý cho người ở lớp học tình thương của mình. Kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào số tiền trước đây anh đã kiếm được ở thời kỳ đỉnh cao và giao toàn bộ cho thằng bạn chí cốt Joe Dalton đem đi đầu tư chứng khoán. Vào một ngày nọ, anh vô tình xem được một bản tin nói rằng hai đứa trẻ đã bị bắt sau một vụ cướp ở ngân hàng. Lúc này George mới ngỡ ngàng nhận ra cậu bé này từng theo mẹ đến lớp học của anh. Bà ta nói rằng cháu ở nhà nó ngoan lắm, tuy nhiên nó lại chẳng chịu ở nhà bao giờ mà toàn ra đường lang thang như mèo hoang chó dại. Tôi có thể gửi cháu tới nhà cho anh dạy dỗ được không? George đồng ý nhưng anh bận việc đã quên mất lúc nào không hay nên mới xảy ra nông nỗi này. Cảm thấy những đứa trẻ cần có một môi trường vui chơi lành mạnh thay vì ra đường đánh nhau rồi dính vào tệ nạn, George đã quyết định mở một trung tâm thể dục thể thao miễn phí để giúp đỡ cộng đồng. Nhiều năm trôi qua, câu lạc bộ đã thu hút rất nhiều thanh niên hoi cho đến một ngày khi George đã ở độ tuổi tứ tuần gần 43 thì bỗng dưng nơi đây đột nhiên tắt đèn của Ngô Tất Tố. Anh tới ngân hàng hỏi ra mới biết số tiền tiết kiệm trong tài khoản của mình đã không cánh mà bay. Thì ra thằng bạn thân Joe Dalton đã rút hết rồi cao chạy xa bay từ lúc nào không hay. Đã thế với hàng ngàn hóa đơn chưa thanh toán những tháng ngày vừa qua nên anh còn nguy cơ bị tịch thu tài sản. Tối hôm đó, George đã tìm được Joe Dalton tại một quán bar. Sách cổ hỏi ra mới biết hắn đã đầu tư hết khoản tiền đó vào nhà cái đến từ châu Âu. George vô cùng tức giận nhưng tiền đã mất cũng đành phải buông tha. Với danh nghĩa từng là một cựu quyền vương, để có tiền trang trải cuộc sống, George đành lên sóng để bán hàng online, dầu ăn thành phát, trơn mát ăn mông càng thông càng thích. Mặc dù khó khăn nhưng thôi cũng kiếm được vài đồng mua tí rau tí bún sống được qua ngày. Tuy nhiên phòng tập này có lẽ sẽ phải đóng cửa mà thôi. Bất ngờ trong đầu George lấy lên một ý tưởng, đó chính là quay trở lại sàn đấu ở tuổi 45. Anh sẽ trở thành nhà vô địch và kiếm được tiền để duy trì phòng tập cũng như giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. George từng là quyền vương trẻ nhất trong lịch sử thì anh cũng có thể trở thành quyền vương già nhất trong giới quyền Anh. Cô vợ Diana biết được điều này thì không hề đồng ý. Cô nói rằng em đến với anh bởi vì anh là một người hướng đạo Kitô chứ không phải là một quyền vương sàn đấu. Em không muốn cơn thịnh nộ trong anh lại trỗi dậy và những điều tồi tệ sẽ lại xảy ra. Chúa không muốn chúng ta làm như thế. George đáp lại rằng nhưng Chúa không chi trả các hóa đơn và mang cơm về cho bọn trẻ. Ngày hôm sau, George đã quay trở lại phòng tập năm nào của sư phụ đầu hói, người hơn 20 năm trước đã đưa anh đến đài vinh quang và giờ muốn ông giúp anh làm lại điều đó. Sư phụ vô cùng bất ngờ khi George xuất hiện. Ông nói rằng chuyện này hoàn toàn không thể, cậu đã quá già và không còn đủ sức để đối đầu với những võ sĩ mới chỉ đôi mươi. Tuy nhiên George khẳng định chắc như đinh đóng cột, trước đây con đã làm được thì giờ đây con cũng sẽ làm được, xin thầy hãy tin ở con một lần này nữa. Huấn luyện viên nói rằng khi nào cậu giảm từ 380kg xuống còn 265kg thì hãy quay lại gặp tôi. Với thân hình quá khổ của mình, George bắt đầu lao vào luyện tập, cơ thể phải trở nên săn chắc chứ không phải cái bụng phệ thế này. Anh bắt đầu vượt nắng thắng mưa say sưa luyện tập. Cô vợ Diana cũng đã hoàn toàn ủng hộ chồng nên cùng chung tay giúp anh chia con đường vinh quang.
cân nặng của anh cũng đã dần dần tụt dốc không phanh. Trong thời gian 1 tháng, George đã đạt được con số 265 cân như lời thầy đã nói. Sư phụ đi chạy phố trở về thì thấy George lù lù một đống đứng trước cửa thì đã nở nụ cười. Vẫn như lần đầu bước lên sàn đấu, sư phụ kiểm tra sức khỏe của anh bằng cách cho ủy nhau với một võ sĩ. Sau 15 năm không bước lên sàn đấu, những bước di chuyển của George nay đã không còn như xưa, nặng nề hơn rất nhiều. Tuy nhiên đó cũng là một điều dễ hiểu với một gã đàn ông tuổi tứ tuần. Sau một thời luyện tập, sư phụ đã sắp xếp cho George quay trở lại với công chúng. Một cựu quyền vương đình đám một thời nay đã quay trở lại ở tuổi sắp lên chức ông, khiến cho hàng triệu người tò mò tới xem. Sự tái sinh của anh gây ra một cơn bão dư luận rất lớn. Quả bụng trở 9 tháng sắp sinh của anh đã khiến nhiều người bật cười rồi hò reo không ngớt. Trận đấu trở lại này, anh phải đối đầu với một tay đấm nhà nghề mới nổi. Hiệp một bắt đầu, đối phương liên tiếp tấn công và George cũng không kém phần long trọng. Tuy nhiên hai bên cũng chỉ đang gãi ngứa cho nhau mà thôi. Lúc anh định chốt vào mồm hắn thì tiếng chuông hiệp một kết thúc. Bước vào hiệp hai, George dồn luôn đối thủ vào góc sân rồi liên tiếp tung đòn vào chính mặt tiền, liên tục ghi điểm cùng với sự cổ vũ từ khán giả khiến cho anh vô cùng hưng phấn. Thấy những cú đấm mạnh và hiểm vào sống mũi nên trọng tài đã đến kết thúc trận đấu và phần thắng thuộc về George. Tuy rằng không hạ được knock out nhưng với một võ sĩ đã rửa chân gác găng tay 15 năm không thi đấu thì đây là một kỳ tích. Cứ thế trong thời gian tiếp theo, 9 trận thắng liên tiếp không một trận thua, sau đó lại lên tới tận 18 trận không ngã bố con thằng nào. George giờ đây đã trở lại với một hình tượng hoàn toàn khác. Khán giả không còn nhớ tới một võ sĩ bán sống bán chết vì vinh quang như trước đây, mà giờ này là gương mặt vàng trong làng truyền cảm hứng. Sau những năm ăn cơm chay và làm từ thiện, anh đã được mọi người đánh giá là người đầy tình thương. Trên sóng truyền hình trực tiếp toàn quốc, George nói rằng: "Tôi sẽ mang toàn bộ số tiền kiếm được từ việc lên sàn đấu để gửi vào quỹ duy trì phòng tập từ thiện cho các trẻ em nghèo đường phố. Nhất định tôi sẽ lấy được đai vô địch để làm tấm gương sáng cho các em." Tất cả khán giả đều vỗ tay thán phục trước tấm lòng hiệp nghĩa của George. Tuy nhiên đời không như là mơ, đối thủ của anh là võ sĩ Holyfield đầy kinh nghiệm và sức mạnh tràn trề. Cả hai đã chiến đấu tới hiệp cuối cùng đầy kịch tính mà chưa ai có thể hạ knock out của đối phương. Hiệp thứ 7 kết thúc, trọng tài đành phải tính điểm. George đạt 100 điểm, Holyfield giành được 115 điểm nên đã trở thành đương kim vô địch của năm nay. George cùng vợ bước tới ngân hàng, mặc dù không giành được chức vô địch nhưng mọi người vẫn vô cùng nể phục trước nghị lực và tấm lòng của anh. George nói rằng: "Tôi hy vọng số tiền kiếm được sẽ duy trì được phòng tập từ thiện trong vòng 1 năm." Thống đốc ngân hàng đã đưa cho George biên lai, không ngờ rằng đó lại là hơn 10 triệu đô. Đã có rất nhiều mạnh thường quân ủng hộ cho anh sau trận đấu đó, mặc dù anh không phải là quyền vương. Với số tiền này, câu lạc bộ sẽ duy trì được cho tới khi anh hẹo. Vợ anh cũng không tin vào mắt mình lại đạt được con số cao đến thế. Cô nói: "Giờ đây anh đã có thể nghỉ ngơi và không phải lên sàn đấu." Tuy nhiên George lắc đầu, anh đã tự hứa với bản thân rằng phải làm gương cho lớp trẻ và không bao giờ chùn bước. Hiểu được ý nguyện của chồng, cô nàng Diana cũng nở nụ cười ủng hộ. Thời gian sau đó, George tiếp tục luyện tập chuyên sâu ngày đêm không nghỉ để có thể đạt được tâm nguyện của mình. Hai năm thấm thoát thai đưa, võ sĩ Holyfield đánh bại George trước đó đã không còn là quyền vương. Hắn ta đã bị một võ sĩ trẻ tuổi tên là Michael Maurer đánh bại. Hắn ta là một kẻ vô cùng tàn ác với tuyệt kỹ đấm phát chết luôn. Chỉ thắng 300 trận thì có tới 299 trận hạ knock out đối phương trực tiếp. Chính vì thế sau khi biết được tin George năm nay đã 45 tuổi sẽ đối đầu với hắn ta thì tất cả đều lo lắng, không chỉ là thua cuộc mà còn là tính mạng của anh. Tuy nhiên George vẫn không hề chùn bước. Bước vào trận đấu được hàng triệu người theo dõi, anh dường như không có cơ hội để phản công trước một con mãnh hổ hung bạo như Maurer. Hắn ta nhanh nhẹn hơn George quá nhiều, cứ thẳng mặt mà dã. Hắn ta muốn hạ knock out anh ngay trong hiệp 1. Ai cũng nhìn thấy được kết quả của trận đấu này, huấn luyện viên đầu chọc cũng vô cùng lo lắng cho anh. May thay tiếng chuông của hiệp 1 kết thúc, George vẫn đứng vững như kiềng ba chân mà chưa gục ngã trước những cú đấm của thằng này. Vợ của anh cũng suýt tăng sâm lo rằng mình sẽ mồ côi chồng từ hôm nay. Lúc này bỗng dưng George nhớ về kỷ niệm xưa kia, lúc anh bị mấy thằng bạn cùng trường coi khinh, lúc anh cùng ngã khi lần đầu bước lên sàn đấu, người người cười chê, bạn bè khinh bỉ vì lầm đường lạc bước. Anh không muốn những đứa trẻ ngoài kia giống mình trước đó, anh muốn cuộc sống này không còn bất công, không muốn mẹ già ở nhà thất vọng về mình. Hơn nữa là cái nóc nhà đang đợi anh về nhà trả bài hàng đêm thì không thể nào gục ngã. Bước vào hiệp 2, George như được nạp thêm 500% mana công lực, anh chốt một phát vào mặt của đối phương hạ knock out hắn ta ngay tại trận. Cú đấm quá mạnh khiến cho trọng tài đếm đến 10 hắn cũng không thể nào đứng lên được nữa. Chính thức George không những trở thành quyền vương mà còn trở thành một huyền thoại đỉnh cao trong làng quyền Anh của thế giới. Không ai ngờ được một ông già tuổi đã gần nửa thế kỷ mà vẫn giành đai vô địch hạng nặng. Chiến thắng này, niềm vui này đã tạo nên một nguồn cảm hứng bất tận cho hàng tỷ người trên thế giới. Qua bộ phim cho chúng ta thấy, dù bạn có ở bất kỳ tuổi tác nào, già trẻ hay là gái trai, chỉ cần chưa đầu thai thì chúng ta hoàn toàn vẫn có cơ hội thành công. Chỉ cần kiên định mục tiêu của chính mình thì nhất định sẽ tu thành chính quả. Còn ai ế ngả ế nghiêng thì hãy tìm về với mỏ đó nha. Bộ phim hôm nay đến đây là hết rồi. Tên phim mình để ở đầu mô tả để các bạn có thể lên Google tìm kiếm xem trọn bộ đầy đủ nha. Nếu cảm thấy video này hay thì đừng quên like, share video và đăng ký kênh để ủng hộ mọt. Nếu các bạn thích mình review bộ phim nào khác thì hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nha. Cảm ơn tất cả mọi người. I love you, Pak Pak. Bye bye.